Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, người cao tuổi cẩn trọng khi thời tiết giao mùa, mất cân bằng giới tính khi sinh, nhận thức từ các dòng họ, Hội Đông y huyện Văn Lâm trao tặng 20 triệu đồng cho một gia đình chính sách. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh tay chân miệng. Mục Cẩm nang y học là bài thuốc từ cây xuyên phá thạch. Cuối chương trình là câu chuyện y tế: tự kỳ thị khiến người nhiễm HIV không được hưởng lợi ích của việc điều trị ARV bằng bảo hiểm y tế. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn thực phẩm sẽ tiến hành kiểm tra tại 28 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử lý, kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm. Qua việc kiểm tra, đoàn tổng hợp tham mưu đề xuất các giải pháp tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 16 tháng 9. Vừa qua, Sở Y tế đã phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm mới ban hành năm 2018-2019. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên, đại diện Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh Phú Yên, Nghệ An, Bắc Cạn, Phú Thọ, Hà Nam, Thái Bình, cùng đại diện Ban chỉ đạo An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố và đại diện hơn 50 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam, trao đổi về những nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm như Nghị định số 15-2018, Nghị định số 155-2018 với các nội dung cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, v.v. Đồng thời, Giáo sư Phạm Thị Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam đã chia sẻ những khía cạnh mới về vấn đề thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe, mối liên hệ giữa thực phẩm với bệnh tật. Một lần nữa, quan điểm về thực phẩm của ông tổ ngành y Hippocrates đã được nhấn mạnh: hãy để thức ăn là thuốc và thuốc là thức ăn. Vào thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp. Đây chính là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi. Những bệnh lý về hô hấp khi giao mùa, người cao tuổi thường gặp là viêm phế quản, viêm phổi và những bệnh mãn tính dễ tái phát như hen phế quản, giãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn. Trong tuần cuối tháng 8, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Phú Nối đã tiếp nhận và điều trị hơn 60 bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh trên. Trong đó, bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chiếm hơn 70%. Thời tiết thay đổi kết hợp với các bệnh lý tuổi tác như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, suy gan là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh lý hô hấp ở người già. Để hạn chế những đợt tái phát cấp, người cao tuổi cần duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, sử dụng đều đặn và đầy đủ đơn thuốc của bác sĩ. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh ta ở mức cao là do quan niệm có con trai để nối dõi tông đường. Vì vậy, thời gian qua, ngành dân số tỉnh tích cực tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh tới các trưởng dòng họ chi phái trên địa bàn tỉnh. Ngành dân số tỉnh đã triển khai tuyên truyền 10 buổi chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh tại 10 huyện thị thành phố và hàng chục buổi tuyên truyền lồng ghép tới người dân và các trưởng dòng họ chi phái. Các buổi tuyên truyền đã giúp người dân, đặc biệt là các trưởng họ chi phái, nắm rõ thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh, những hệ lụy cho xã hội do mất cân bằng giới tính gây ra, như tình trạng mất an ninh trật tự, việc nam giới không tìm được bạn đời khi đến tuổi kết hôn, sinh đẻ nhiều con, ảnh hưởng tới việc chăm sóc, giáo dục con cái. Từ đó dần thay đổi quan niệm về việc phải sinh được con trai tại các dòng họ và mỗi gia đình. Vừa qua, Hội Đông y huyện Văn Lâm đã tổ chức quyên góp trao tặng 20 triệu đồng cho một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Sau hơn một tuần phát động, hoạt động này đã giành được sự ủng hộ của nhiều hội viên với số tiền thu được là 20 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt hiệu quả phong trào, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Số tiền được trao tặng cho thương binh Phạm Văn Hội, 75 tuổi, ở thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Gia đình ông Hội là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn ở địa phương. Hiện ông đang sống cùng người con gái trong ngôi nhà thiếu thốn tạm bợ. Số tiền hỗ trợ này đã phần nào giúp gia đình có thêm điều kiện để sửa sang ngôi nhà khang trang hơn, ấm áp hơn. Tay chân miệng là một bệnh do virus khá phổ biến ở trẻ em và tương đối nhẹ, nhưng đôi khi biến chứng nghiêm trọng vẫn có thể xảy ra. Nhiều bậc phụ huynh vẫn còn thắc mắc về bệnh này, chưa rõ bệnh gây nguy hiểm như thế nào. Để giải đáp cho những băn khoăn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết bệnh chân tay miệng là gì và nguyên nhân của căn bệnh này như thế nào ạ? Bệnh tay chân miệng là bởi vì nó biểu hiện ra ngoài ở vùng chủ yếu ở tay, ở chân ở miệng, dân gian gọi tay chân miệng. Thực tế tay chân miệng là một bệnh do virus đường tiêu hóa gọi là enterovirus, nó có mấy típ, chủ yếu là típ 16 và típ 68 và típ 71 là gây bệnh chính, và đặc biệt típ gọi E71 là típ nguy hiểm nhất, gây biến chứng đến viêm phổi, viêm cơ tim, đặc biệt là viêm não, màng não, gây tàn tật. Bệnh tay chân miệng thì chủ yếu là ở lứa trẻ, tất cả các tuổi đều mắc, nhưng mà mắc cao nhất ở lứa tuổi trẻ dưới 5 tuổi. Nguyên nhân gây bệnh là do virus 16, 68 và E71, đấy là nguyên nhân virus. Còn ngoài ra một số cái típ khác cũng gây bệnh thì E71 là cái nguy hiểm nhất, là gây biến chứng. Vậy thưa bác sĩ thì biểu hiện của căn bệnh này như thế nào và biến chứng của nó nguy hiểm ra làm sao thưa bác sĩ? Bởi vì căn bệnh của viêm tay chân miệng là lúc đầu cháu trẻ bắt đầu nhiễm virus thì thứ nhất là trẻ mà chưa biểu hiện sốt ngay, mà trẻ thường là ủ bệnh từ 3-6 ngày thì trẻ là mệt mỏi, quấy khóc. Sau đó biểu hiện trẻ là sốt từ 37 độ 5 đến 39 độ tùy từng trẻ. Sau đó trẻ mệt mỏi và đau miệng, chợt miệng và chảy tăng tiết rãi và rối loạn tiêu hóa. Và nếu mà nặng hơn thì trẻ có thể biểu hiện cái toàn thân là có thể là sốt cao, mê sảng hoặc co giật. Đấy là cái biểu hiện của giai đoạn bệnh. Và khi toàn phát thì đặc biệt toàn phát của bệnh là biểu hiện ra ngoài da, là nổi những cái mụn nước ở trên da hoặc là sâu dưới da, mụn nước là nhỏ bằng hạt đỗ xanh và có thể là đục hoặc có mủ. Đấy, hoặc là bội nhiễm có mủ. Và có những cái mụn nước thì không nổi trên da và kèm theo những cái rát kèm theo, và vị trí thường ở trước bàn tay, ở đầu gối, ở hậu môn, ở bàn chân và ở miệng. Nếu chúng ta không điều trị có thể gây biến chứng, đặc biệt biến chứng tôi nói là viêm não, màng não, viêm phổi hoặc viêm cơ tim hay tử vong. Thưa bác sĩ, hiện nay căn bệnh này được chữa như thế nào ạ? Bệnh tay chân miệng là bệnh do nhiễm virus, cho nên là không có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh, cho nên điều trị chủ yếu là triệu chứng. Khi cái biểu hiện mà nghi trên tay miệng thì các bà mẹ, các phụ huynh phải đưa ngay cháu đến cơ sở y tế, đặc biệt là chuyên sâu như chuyên khoa da liễu hoặc bệnh truyền nhiễm, khoa truyền nhiễm. Đấy là những vấn đề đưa bệnh viện, còn ở nhà thì các mẹ có thể chăm sóc trẻ, với vậy trẻ còn bú thì cho bú tăng nhiều hơn. Đối với trẻ lớn hơn thì có thể 3 năm tuổi thì trẻ nó ăn thức ăn loãng, cháo loãng hoặc là sữa, mà không được nóng quá, lạnh quá, kích thích cái vết đau ở trong miệng, và cho trẻ uống thêm nhiều cái chất, các nước ép trái cây để cung cấp vitamin cho trẻ. Và đặc biệt phải chăm sóc trẻ tốt bằng tắm cho trẻ, thay quần áo nhiều lần, vệ sinh da bằng cái nước dịch sát khuẩn để chống nhiễm khuẩn bội nhiễm. Và cái cuối cùng là người mẹ khi mà có dấu hiệu của tay chân miệng, những sốt hoặc nổi mụn da thì phải đưa đến cơ sở y tế, đặc biệt là chuyên khoa da liễu hoặc truyền nhiễm. Tuyệt đối người mẹ, bà mẹ không được chấm những thuốc màu ở mụn da, như thế thì bác sĩ đến rất khó chẩn đoán, nhận biết bệnh và không cho tự ý kháng sinh khi mà thấy loét miệng, đau miệng kháng sinh. Bởi vì khi uống kháng sinh thì các cháu bé sẽ mệt hơn và sức đề kháng lại giảm hơn, thì làm cho cái bùng phát bệnh tay miệng, nguy cơ biến chứng đến những việc cần làm. Căn bệnh khi mà mắc cái nhiễm cái bệnh tay chân miệng thì về nguyên tắc nó có miễn dịch nhưng không bền, trẻ nhi vẫn mắc lại lần thứ hai và có thể ngay tiếp đấy hoặc mắc cái tiếp khác nhưng mức độ nặng hơn. Vậy để phòng tránh căn bệnh này thì cần lưu ý những vấn đề gì thưa bác sĩ? Khi mà cái mùa dịch tay miệng thì chúng ta cần, thứ nhất là chúng ta
biết đường lây. Thứ nhất, đường lây của đường tiêu miệng là lây qua đường tiếp xúc với da trẻ bị bệnh với lại mụn nước của trẻ bệnh với lại trẻ này với cháu lành. Thứ hai là lây qua đường phân, đường miệng. Phân khi mà dây thì cái virus này ở đường phân cho nên lây ra nó tồn tại ở môi trường như đồ chơi của trẻ hoặc là sàn nhà hoặc là những quần áo, cho nên phải những cái đồ vật của trẻ phải cách ly. Đấy, phải cách ly. Và cái thứ ba, lây có thể tiếp xúc từ người chăm sóc của trẻ cho lên với lại trẻ lành, phụ huynh chăm sóc trẻ lành. Vì vậy từ những đường lây đấy thì phải phòng chống là gì? Một là người chăm sóc trẻ phải rửa chân tay, rửa tay bằng xà phòng trước khi chăm sóc trẻ và sau khi thay tã lót cho trẻ. Thứ hai nữa là tránh, như tức là những độ dụng cụ của trẻ thì phải vệ sinh bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn thông thường và vệ sinh phòng ốc cho trẻ để tránh những cái lọt nước bọt hoặc nước phân nó dây virus ở sàn nhà. Thứ ba là những trẻ bị bệnh phải cách ly tuyệt đối, không được gần với trẻ lành, và quần áo của trẻ bị bệnh không được dùng chung, đồ dùng của trẻ không dùng chung. Và cuối cùng những trẻ lớn thì phải cho trẻ phải đeo khẩu trang để tránh kẹo hát hơi, làm nước bọt hoặc những chất tiết ở mũi họng của trẻ bắn ra ngoài để làm cho không những đồ vật nhiễm bệnh lây trực tiếp cho bé. Và những phân của những trẻ bị tay miệng phải đổ với phân và hồ tiêu xử lý sạch sẽ để và có thuốc sát trùng kèm theo để tránh cái đường lây lan. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cây xuyên phá thạch, dân gian còn gọi là cây mỏ quạ gai, là loại cây bụi thường mọc ở ven đường và được trồng làm hàng rào. Thời điểm cuối hè đầu thu là lúc các bộ phận của cây có tác dụng chữa bệnh cao nhất. Trong một Cẩm năng y học hôm nay, lương y Nguyễn Duy Dương, hội viên Hội Đông y huyện Yên Mỹ sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn cách dùng loại cây này chữa trị một số bệnh như phong thấp, vết thương phần mềm rất hiệu quả. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thế cái cây xuyên phá thạch này, nếu theo kinh nghiệm ấy thì là tôi lấy lá của nó là tôi điều trị cho bao nhiêu con người từ thời tôi còn ở trong quân đội, mà tôi đã cứu cho nhiều thương binh về những vết thương nở loét về nhiễm trùng. Đấy, mà lúc bây giờ là thuốc kháng sinh là có lúc còn mà lúc hết. Cái lá xuyên phá thạch thì nó có cái tác dụng này, thứ nhất là thanh nhiệt giải độc. Thế dùng ngoài để mà ngâm rửa vết thương vết loét rất tốt. Đấy, thì cứ dùng cái lá tươi này giã dập qua ra, xong rồi đun lên một bát nước, xong rồi tẩm vào bông gà, xong đắp lên. Đấy, để ấm, đắp lên. Thì rửa vết thương thì thực ra ấy, nếu mà rửa cồn ấy, 10 ngày thì cái này chỉ có 3 ngày thì là tác dụng ngay. Và vết thương rất mau lành và nhanh khỏi. Đấy. Thế sau khi ta dùng một ngày hai thì dùng một cái loại lá xuyên phá thạch rồi thì những ngày thứ ba trở ra thì ta lên phối ngũ nhanh để cho nhanh lành vết thương. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi lấy thêm một mấy cái búp bổi một nghệ. Đấy, thế tôi giã lẫn này, thế là tôi đun lên là tôi cũng rửa vết thương. Đấy, và nó có tác dụng thu liễm vết thương, nhanh lành vết thương rất tốt. Thế thứ hai nữa là uống vào trong. Đấy, uống vào trong thì anh phải sao qua, sao vàng, đấy, thì dùng 10-12 gam là phối hợp với những bài thuốc phối ngũ từng chứng bệnh là ta ra theo thầy thuốc chỉ định. Đấy. Thế còn cái rễ của cái cây xuyên phá thạch này, khi ta lấy về thì ta cạo đánh vỏ sạch, rửa sạch và thái nát phơi khô. Thế và khi ta dùng, người ta lên như vậy là tẩm giấm sao để nó mới vào can được, nghe chưa? Khi tẩm giấm nó vào can, sao vàng hay hạ thổ. Khi ta đã làm xong rồi thì cái rễ này thì nó có cái tác dụng là hoạt huyết tiêu sưng. Đấy. Thế chữa một số bệnh cụ thể nó như là đòn chấn thương. Đấy. Rồi là gãy xương sau khi bó bột. Đấy, rồi vết thương tụ máu. Đấy, rồi phụ nữ bế kinh. Đấy, thì ta sử dụng cái vị này, rễ của nó là từ 14-16 gram rất tốt, phối ngũ vào một số vị thuốc của bài thuốc là rất tốt. Thì một số vị thuốc như bổ khí, bổ huyết, đấy, phối ngũ vào
Thì ta dùng lẫn vào. Thưa quý vị và các bạn, với bệnh nhân HIVS, điều trị ARV cần liên tục và suốt đời. Vì vậy, điều trị ARV thông qua quỹ bảo hiểm y tế sẽ là nguồn tài chính bền vững để người có HIV tiếp tục điều trị với chi phí hợp lý. Đây là một chính sách mới, rất nhân văn, được triển khai tại tỉnh ta từ đầu năm 2019, khi mà nguồn viện trợ quốc tế cho chương trình bị cắt vào năm 2018. Tỉnh Hưng Yên cũng đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho người có HIV điều trị bằng ARV, nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở sự kỳ thị của chính các bệnh nhân. Trong những buổi tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có HIV như thế này, thì điều mà các bác sĩ hay gặp phải là sự e ngại của họ khi tham gia bảo hiểm y tế vì sợ lộ danh tính, sợ người khác biết được mình là người có HIV. Trước đây, khi bệnh nhân được điều trị ARV miễn phí bằng nguồn viện trợ quốc tế thì không có gì đáng lo ngại về kinh tế, nhiều người cũng không biết đến bảo hiểm y tế. Nhưng khi nguồn viện trợ không còn, nếu để tự chi trả thì đây là gánh nặng tài chính cho nhiều bệnh nhân. Với bệnh nhân HIV thì bệnh nhân rất là nghèo, mà đây là điều trị suốt đời. Nếu như không tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ cho bệnh nhân làm bệnh nhân rất là tốn kém khi điều trị. Thứ nhất là các xét nghiệm, thứ hai nữa là khi bệnh nhân mà có vấn đề sức khỏe thì sẽ phải nhập viện để điều trị. Nếu như không tham gia bảo hiểm y tế, bệnh nhân nhiễm HIV phải chi trả một tháng từ 2 đến 3 triệu đồng cho một bệnh nhân, từ thuốc và các xét nghiệm khác nữa. Chính vì vậy, bảo hiểm y tế có thể được coi như cứu tinh của những người có HIV. Ngoài việc được hỗ trợ cấp thẻ và được chi trả phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế như quy định, thì những người có HIV còn có thêm nhiều hỗ trợ khác. Đối với thuốc ARV, ngoài 80% kinh phí được bảo hiểm chi trả, thì 20% còn lại tiếp tục được tỉnh hỗ trợ. Nếu bình thường thì bảo hiểm y tế thì ta là lên đây thì các bác ấy cấp thuốc cho em này thì cũng không phải chi trả đâu, không nói bao nhiêu. Thì cái bảo hiểm thì thứ nhất là lấy thuốc thì mình được miễn phí 100%, là mình không mất tiền. Và hai là viện phí thì thực ra đây thì cũng đi làm là cứ 3 tuần hoặc là 1 tháng thì mình chỉ dỗ hết 1 triệu hay xỉnh 1 triệu. Rất nhiều chứ không có thì bệnh nhân làm gì có tiền mà mua thuốc mà uống. Mỗi tháng là thí dụ như là để mà không có bảo hiểm mấy triệu mà nọ thuốc đấy mà thí dụ mỗi lần đi viện thì bệnh nhân làm gì có tiền. Thực ra giờ mình đã bệnh tật đâu có làm được cái gì đâu. Ăn rồi chỉ có dình đi vào viện thì đâm ra cũng may là thôi thì nhà nước cũng, trước mắt cũng tài trợ cho các bệnh nhân đấy. Nên là bệnh nhân cũng đỡ được một phần no. Khấn khởi, mặc dù là mình có bệnh nhưng mình vẫn vui lòng là xuống đây cảm thấy nó hài hòa nhiều thứ. Cùng với đó, bảo hiểm y tế mang lại những lợi ích trong nhiều dịch vụ y tế khác nhau như xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng cho phụ nữ nhiễm HIV mang thai, điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội. Thưa quý vị và các bạn, đây là một chiếc thẻ bảo hiểm y tế với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên của một người có HIV đang điều trị ARV tại đây. Và chiếc thẻ này thì giống với bất kỳ một thẻ bảo hiểm y tế nào khác, không hề có một dòng chữ nào phân biệt rằng đây là thẻ bảo hiểm y tế của người đang điều trị ARV. Vì vậy, tất cả những bệnh nhân nhiễm HIV hoàn toàn có thể yên tâm tham gia bảo hiểm y tế mà không hề sợ lộ danh tính. Chính sách có nhiều hỗ trợ, các cơ sở y tế luôn sẵn sàng tiếp nhận, tư vấn và điều trị. Điều quan trọng nhất chính là sự thay đổi nhận thức của mỗi người có HIV. Hiện nay, Hưng Yên có hơn 500 người điều trị ARV sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, trong tổng số hơn 800 người có HIV còn sống. Vẫn còn hơn 300 người có HIV cần xóa bỏ rào cản tự kỳ thị của bản thân, tham gia bảo hiểm y tế, chủ động thăm khám. Đây là điều vô cùng quan trọng để họ có được một cuộc sống khỏe mạnh, tích cực và giảm lây lan trong cộng đồng. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.